Xin chào các bạn. Vâng. Xin chào các bạn. Ok. Rồi. Chia sẻ livestream tối nay nhé. Ở bên này thì là chiều, tôi sẽ dùng ngôn ngữ ở Việt Nam là chia sẻ livestream tối ngày hôm nay. Tại vì là gần đây á, thì các bạn đã biết đến là dùng cái tảo xoắn Skrillina. Nhưng mà hàng ngày thì rất là nhiều người hỏi về ekip chăm sóc khách hàng, hay là nhiều người inbox hỏi cho tôi. Và tôi cũng nói luôn là chào mừng, welcome những cái người lần đầu tiên nhìn thấy Dr. Khương. Tôi đang livestream trên trang cá nhân của mình cũng như là trên fanpage và trên tất cả các trang của Dr. Khương. Và có một số mẹ là nghe, có thể nghe nửa chừng, nghe nửa vời, đang lành mà nghe nói chủ đề cái là xong rồi không xem lại. Cũng không bấm vào những cái livestream mà chúng tôi tặng, chương trình tặng. Thế là nhanh nhảu rồi hỏi, hỏi đu thứ ba dằn, hỏi suốt ngày nay qua tháng khác. Xong đâu lại khai là theo dõi, lúc đầu thì theo dõi bác, rồi sau rồi theo dõi anh, theo dõi chú, rồi sau theo dõi bác sĩ, xong rồi cuối cùng lâu quá thì gọi theo dõi thầy, rất lâu rồi. Rất thích chương trình à. Bây giờ hỏi hỏi thấy học chưa? Chưa học. Đấy. Thế rồi em muốn học tư vấn cho em khoa học, tôi không tư vấn khoa học, mà tôi lên đây tôi nói những cái này thôi. Thế rồi thì có người thì hỏi đấy, thế em muốn học thì tôi bảo thế thì học thôi. Thế thì làm thế nào để học? Bấm vào đường link. Thế thì gửi cho em đường link, không có đâu, làm gì có cái thời gian làm cái chuyện đấy. Thì những cái người lạ nha các bạn là gì, Dr. Khương có cả một công ty để chia sẻ các cái vấn đề, có một cái công ty để chia sẻ các cái vấn đề của các bạn và một cái công ty để phục vụ các bạn đấy. Chứ không phải là tự nhiên một mình tôi để tôi làm cái chương trình phục vụ các bạn này được, hay là gửi cho bạn đường link hay là gửi cho bạn cái gì đó. Yeah, thế nên là các bạn đừng có inbox vào trang cá nhân của tôi. Yeah, thì tôi không trả lời được đâu, được không ạ? Tất nhiên tôi có trợ giúp, nhưng tôi chỉ trợ giúp những cái bố mẹ mà học cửa sổ vàng. Họ có tri thức rồi, họ hiểu biết rồi. Và những trường nào cần thiết thì tôi cho phép phòng chăm sóc khách hàng inbox thẳng cho tôi. Đó, thì đấy là biết cái quy trình làm việc nhá. Chúng tôi hoạt động là gì? Nó là một ekip mà một công ty rất là cồng kềnh. Về phần chuyên môn thì có cả các cái giáo sư tiến sĩ tầm đẳng cấp quốc tế, họ đang ngồi ở Mỹ, họ đang ngồi ở châu Âu, họ đang ngồi ở Đức, họ làm việc với chúng tôi, họ ở Ba Lan làm việc với chúng tôi. Và ở Sài Gòn thì có văn phòng Hà Nội, văn phòng ở Sài Gòn, văn phòng Hà Nội để phục vụ các bạn nữa. Thế nên là nhá, để trước khi đi vào chương trình chính thì tôi chào mừng những người mới. Nhưng mà các bạn đừng có nhắn inbox cho tôi, các bạn không học. Tôi tặng bao nhiêu khóa học free ở trên, bạn không học. Bạn xem thấy hay hay, xong bạn chộp vào cái vấn đề bạn hỏi. Tôi không đến đây để tư vấn chữa bệnh từ xa. Và hôm nay thì tôi muốn nói với các bạn về cái chủ đề tảo xoắn Spirulina. Thế cái tảo xoắn Spirulina này, thì nó là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Làm tôi nhớ lại ngày xưa khi tôi còn nhỏ, như là Bách và Harry ấy, thì tôi sang những cái hàng xóm nhà tôi có những cái bà bị yếu, ốm yếu, đẻ con đùng xong yếu, thì thấy người ta cũng mách nhau ăn cái lọ này, nhập từ Nhật. Đấy. Thì đó là nó vào những cái thập niên 70, khi mà cái miền Bắc xã hội chủ nghĩa nó còn rất là nghèo trong chiến tranh. Thế và cái chuyện ấy quên đi cho đến khi tôi thành bác sĩ. Thì bác sĩ cũng không học sâu về những cái này, bác sĩ chỉ học về các cái thành phần có ở trong cái tảo này thôi. Và sau này trở thành chuyên gia về dinh dưỡng thì chúng tôi mới có điều kiện để nghiên cứu. Vâng, thì tôi muốn các bạn xem là thì thực ra thì nhân loại đã phát hiện ra cái tảo xoắn từ rất là lâu, từ hồi chưa có máy ảnh và người ta phải vẽ hình. Thì các bạn xem cái hình vẽ này là bạn biết nó là cái hình gì không? Vâng. Đó. Đây là vào cái thế kỷ thứ 14. Cái thế kỷ thứ 14. Thì các cái thế kỷ 14, thế kỷ 15 ấy, thì các một số nhà khoa học đã phát hiện ra. Đấy, đây là những hình ảnh ở Mexico. Đấy. Ở Mexico họ khai thác. Đấy. Và trong cái nhật ký của thủy thủ đoàn Colombo, tức là đi khắp thế giới đấy. Thế thì mà tìm ra châu Mỹ đấy. Thì người ta cũng đôi khi thủy thủ đoàn cũng dừng tàu lại ở đấy và mua cái bánh màu xanh này đưa lên tàu để làm lương khô. Thế cái câu chuyện đấy nó chìm vào quên lãng. Mãi sau này đến những thập niên 60-70 người ta lại mới mò lại thì mới thấy lại những bức hình này. Chứ còn lúc trước thì có một số người, các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu về cái tảo xoắn Skrillina này rồi nó chìm vào quên lãng. Sau này người ta thấy nó ghi trong cái hải trình, lịch trình của thủy thủ đoàn Columbus đó. Và bạn biết là vào những cái thập niên 60 nhé, vào những cái cho đến thế kỷ thứ 20 thì những năm 1940 thì có một cái vị tiến sĩ về tâm lý thì ông cũng lại phát hiện ra cái tảo này. Rồi một số cái nhà khoa học gọi là nhà tảo học, đúng không, trở thành nhà tảo chuyên nghiên cứu về tảo này.
Thế thì nó cũng chưa đi đến đâu cả. Và cho đến những năm 60 thì cái khủng hoảng về lương thực trên toàn cầu với cái tốc độ dân số gia tăng nhanh. Đấy. Thế rồi cái quá trình phát triển mạnh quá, bùng nổ dân số thì nó mất cân bằng và an ninh lương thực. Thì chính phủ Pháp đã đề xuất cho cái hiệp hội dầu mỏ để nghiên cứu cái thực phẩm nhân tạo, chế ra cái thực phẩm nhân tạo. Thì bạn biết là những năm 60 thì người ta đã đề xuất. Vì vậy những năm 70, những năm 80 ở Việt Nam ấy, khi còn nghèo ấy, chúng ta vẫn ăn mỡ hóa học. Mỡ hóa học nó rất giống cái mỡ ở trong gara ô tô ấy, để bết vào bánh xe đạp, bánh xe máy rồi trong ô tô ấy. Thì ăn nó nhờn nhờn, nó nhờn, nấu rán nó nhờn lên đấy, nhưng mà nó không có mùi gì thơm cả. Thế thì gọi là mỡ hóa học. Thế thì những hỏi bố mẹ mình với ông bà nội ngoại của các con ấy thì sẽ biết là ngày xưa chúng ta ăn. Thì vâng, chính nó trùng vào cái thời điểm mà thế giới đang bị mất cân đối về lương thực và họ tìm cách sản xuất lương thực từ dầu mỏ nha. Và cái chương trình này á, thì được giao cho nữ tiến sĩ Clement. Clement là một cái nữ tiến sĩ thì bà ấy sẽ nghiên cứu về cái này. Và bà ấy tiêu tốn nhiều triệu francs tiền của chính phủ cho chương trình này. Sau 2 năm thì nó thất bại quá, nó không được như ý. Và Clement buồn bã ngồi uống ly nước lọc, mắt vô hồn dõi vào cái màn hình tivi. Thì lúc này trên màn hình tivi nó người ta mới chiếu một cái phim phóng sự về cái bộ tộc ở cái hồ Chad ở châu Phi, xung quanh hồ Chad châu Phi, họ đánh nhau và vào cái mùa mà không săn bắn được ấy, thì họ vẫn chiến tranh nhưng mà họ vẫn vạm vỡ, vẫn khỏe, mà họ chỉ ăn duy nhất bằng cái bánh màu xanh xanh đấy, nó người ta vớt lên từ nước cô đặc ở cái hồ Chad châu Phi. Thì nữ tiến sĩ Clement bắt đầu mới logic và liên tưởng lại từ các cái câu chuyện từ cái bộ tộc Aztec thì ở Mexico, rồi các cái nhà nghiên cứu về tảo học, thì bà nhận ra ngay và bà nghi ngờ đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, có thể thay thế được để dùng thức ăn. Đầu mùa xuân năm sau thì nữ tiến sĩ Clement đưa cái đoàn thám hiểm đến hồ Chad châu Phi. Đấy. Và họ đến, trong lúc họ đến đây họ lại chứng kiến những trận đánh nhau. Và những cái người thổ dân này rất là dũng mãnh. Và cuối cùng thì Clement cũng thuyết phục được cái tù trưởng để cho cái vợt xuống hồ và vớt lên cái thứ màu xanh này. Đấy, để các bạn xem cái hình ảnh ở cái bộ tộc, những cái tộc người ở, vớt lên là xung quanh hồ Chad châu Phi. Để bạn xem cái hình ảnh của hồ Chad châu Phi. Thì các bạn xem này. Thì những cái người phụ nữ người ta vớt lội xuống hồ, người ta vớt cái nước này lên. Và cái kết quả bên cạnh là cái bánh. Thế cái công đoạn của nó thì bạn xem là người ta phơi trên cát, bạn cho xem cái hố người ta đổ trên cát đấy. Đó. Thì người ta đổ những hố trên cát như thế này. Nước nóng nó khô đi. Đấy. Nó khô đi nó đông kết lại. Nên nó ra một cái thứ bột màu xanh đấy và họ cắt thành bánh đấy. Đấy, họ cắt thành bánh rồi họ đem ra chợ họ bán rồi họ ăn. Đấy. Thì đây là những cái hồ để họ những cái hố ở trên cát để họ phơi, họ lọc nước nó sẽ hút đi qua cát và nó ở lại cái bột này. Đấy. Thì sau đó thì đến cái hội nghị ở năm sau thì Clement với báo cáo ở hội nghị nông lương quốc tế, đúng không? Thì nó nhận được một cái thông điệp rất tuyệt vời. Chúng ta xem cái thông điệp rất tuyệt vời từ tổ chức y tế thế giới rồi các cái tổ chức họ thừa nhận. Thì chúng ta được xem là bạn cứ cho cái hình ảnh tiếp theo cho tôi. Đấy. Thì đấy, tàu spirulina. Đấy. Đó là thực phẩm cứu vãn nhân loại trong thế kỷ 21, đúng thế kỷ của chúng ta không? Thì đấy, vào những năm 70 của thế kỷ 20 thì các nhà khoa học đã thừa nhận là cái tàu xoắn spirulina này đấy, nó có thể là thực phẩm cứu vãn nhân loại ở thế kỷ thứ 21. Đấy. Thì đây là một cái thông điệp rất là tuyệt vời từ thế kỷ trước. Đấy, thì bạn xem là nó có những cái tác dụng gì. Thì thưa với các bạn là gì? 1 kg rau củ quả ấy, nhé, mới chiết tách ra được cái lượng dinh dưỡng. Tôi không tính năng lượng bằng calo nhé. Năng lượng tính bằng calo đưa vào bom nhiệt thì nó rất là cao. Thế nhưng mà gì ạ? Là 1 gram cái tảo xoắn spirulina này nó có chứa cái lượng dinh dưỡng ấy, tức là những cái vitamin, những cái khoáng chất mineral này, đấy, rồi những acid amin thiết yếu ấy, thì
rồi như là hay là diệp lục ấy, các cái chất tốt lành ấy, thì nó bằng 1 kg rau củ quả. Thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt cho những cái em bé mà chậm phát triển, bị mất cân đối về dinh dưỡng, mà trong thuật ngữ chuyên môn của y học Việt Nam gọi là suy dinh dưỡng đấy. Tức là nó thiếu những cái chất này thì nó rất là dễ. Thì các bạn có thể là 1 gram có thể từ 4 đến 5 viên nhỏ nhỏ cái tảo này. Thì cái lượng dinh dưỡng ấy nó đã bằng 1 kg rau củ quả. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn là cho các mẹ. Các mẹ mà sẽ cân nhắc là cái việc là chúng ta sẽ nghiền 1 kg rau củ quả ra nấu cháo, nấu súp cho con ăn. Đấy. Hay là dùng mấy cái viên này. Đấy. Thì về để xem là gì, nó cái tính năng của nó như thế nào mà kinh khủng như vậy nhá. Tôi muốn các bạn xem. Vậy thì tảo xoắn spirulina nó là cái gì? Đúng không? Thì thưa với các bạn, tảo xoắn spirulina nó là thực vật. Đấy, nhưng mà nó là thực vật ở dạng sinh vật đơn bào. Cái hình trong vòng tròn bên cạnh ấy, các bạn nhìn thấy đấy. Thì đấy là không phải là cái thùng cái chảo đâu ạ, mà đấy là cái hình phóng dưới kính hiển vi điện tử. Tức là nó bé như tế bào vi trùng ấy. Có lúc nó có hình xoắn như là xoắn khuẩn ấy, có lúc là hình que, hình gậy. Đấy là nó bé như tế bào vi trùng. Đây là thực vật nhé. Nhưng mà nó lại bé như tế bào vi trùng ấy, và nó là sinh vật đơn bào chứ không phải động vật. Đơn bào nhưng mà dạng thực vật. Nó cổ sinh nhất từ thời kỷ Jura, từ thời mà địa cầu được hình thành đến bây giờ, nó không tiến hóa. Đấy, nó là một cái thực vật rất là cổ sinh. Đấy, nó tồn tại ở dạng đơn bào. Và như lúc đầu tôi nói là vào những thế kỷ thứ 14 rồi thế kỷ thứ 15 thì người ta phát hiện ra ở cái tộc người ở Mexico, ở Mexico. Đấy. Và đến những năm 60 thì nữ tiến sĩ Clayman phát hiện ra nó ở hồ Chad ở châu Phi. Đúng không? Sau này thì người ta phát hiện ra thêm một hồ nữa là ở Côn Minh của Trung Quốc. Đấy, thì trên thế giới thì nó chỉ có 3 cái hồ. Nó chỉ có 3 cái hồ là có cái khả năng để cái tảo này nó sống sót. Đấy. Thì tại vì sao ạ? Vì nó ở một cái môi trường kiềm, và nó tồn tại ở cái môi trường kiềm. Nó kiềm từ 10 đến 12. Và nó rất là mặn. Nó mặn hơn biển. Nên là không có cái con khỉ gì sống ở đấy được cả. Không có một cái loài gì sống nổi ở cái môi trường mặn như thế. Thì bạn biết là tại sao biển lại mặn. Bây giờ nhân này tôi sẽ cắt ngang một cái một chút là tại sao biển lại mặn. Tại vì chúng ta thấy là nước sẽ từ trên nguồn, trên núi, trên đồi do mưa trôi xuống các cái dòng lạch nhỏ, rồi ra mương, ra kênh, ra sông, trôi về biển. Và biển lại bốc hơi lên. Thì nước bốc hơi lên ở dạng nhạt, thành các đám mây bay vào lục địa lại mưa. Lại mưa lại xối lại rửa, đem theo muối, theo khoáng từ trong đất liền ra. Và lại bốc hơi. Và muối thì không bốc hơi được, nên là triệu triệu năm muối nằm lại ở biển, nên biển rất là mặn. Thì cái hơi biển nó mặn nhưng nó còn có các cái con sông nước ngọt đổ ra. Đấy. Và đấy, thế nên là gì? Nó không mặn bằng cái hồ Chad châu Phi, hay một cái hồ ở núi đá Côn Minh Trung Quốc, hay là hồ ở Mexico. Tức là gì? Nó còn độ mặn nó cao hơn biển. Và độ kiềm của nó là từ 10 đến 12. Không có một loài động vật nào, cá mú gì, con gì sống được ở đấy, ngoại trừ cái thực vật đơn bào này. Đấy. Thế thì nó có 3 cái hồ là như vậy. Thế và sau này thì người ta nghiên cứu. Đấy. Và người ta bắt đầu có kế hoạch, người ta phát động nuôi. Đấy thì chúng ta thấy là người Nhật người ta cũng nuôi. Thế là thế giới thì người ta nuôi được nó từ những cái thập niên 70. Đấy. Người ta nuôi được nó từ những thập niên 70. Sau này thì người Nhật người ta nuôi. Ngay cả Việt Nam bây giờ người ta cũng nuôi được. Đấy. Thế nhưng ở Việt Nam nuôi được thì chất lượng của nó sẽ kém hơn các nước khác. Mình cũng có một số cái người ta nuôi tinh được rồi thì người ta dùng để làm tảo tươi đấy, hay là một số cái thực phẩm chức năng để bán. Nhưng mà còn lại đa phần cũng là để đưa sang làm thức ăn gia súc. Đấy. Thế thì khi mới tìm ra nó thì là người ta phát hiện ra nó tuyệt, quá tuyệt vời, người ta nuôi. Thế thì bây giờ các bạn sẽ xem cái thành phần của nó nhé, nó là cái gì đây. Thì chúng ta sẽ xem những cái tác dụng, những cái tác dụng của cái tảo xoắn spirulina đấy, nó đối với sức khỏe như thế nào. Đó. Thì thưa với các bạn là cái nó còn tác dụng với cái những bệnh nhân ung thư nữa cơ. Đấy. Thì cái thành phần của nó thì tuyệt vời. Thì bình thường nhé, người bình thường mà ăn thì đấy, như ở cái hồ Chad châu Phi, dân tộc ở đấy người ta ăn, thổ dân đấy người ta ăn thì nó không sao. Đấy, chúng ta ăn không quen, ăn nhiều quá có thể hơi sẹt sẹt, nó nhuận tràng. Thế cái tin này nó tốt cho người bị táo bón. Thế nên nhưng mà nó như là rau, như là thịt, nó chứa, tí nữa tôi cho bạn xem thành phần của nó. Thế nhưng mà gì ạ?
cái người mà bị AIDS giai đoạn cuối sắp chết, cái người bị ung thư, cái người tất cả những cái bệnh mà nhìn nó kiệt quệ sắp chết rồi đấy. Thì mà bạn dùng nó vào thì nó như một cái phép màu ấy. Đấy. Thì một cái nghiên cứu từ cái trường đại học Harvard ở Mỹ thì họ đã nghiên cứu ra cái chiết xuất của nó đấy, thì có thể ngăn chặn hoàn toàn sự sinh sản của một số virus đấy, và giảm tỷ lệ là gia tăng cái khối u, một số khối u như là u gan. Thế thì ở một cái trường đại học Toyama của Nhật Bản thì họ cũng nghiên cứu và họ cũng thừa nhận đào tạo nó có diệt một số loại virus. Thế chính vì vậy là tại sao các mẹ học cửa sổ vàng ấy, là gì, chia sẻ với nhau là tôi không đưa cái công thức này, nhưng mà vì trong cái chương trình cửa sổ vàng thì chúng tôi hỗ trợ cho các cái người mẹ nuôi, cha mẹ nuôi con bằng những cái tảo này. Thế nên là các bạn ấy mới nói là từ hồi mà cảm ơn thầy, từ hồi học thầy là con nhà em ốm sốt để chỉ dùng cái lọ tinh dầu này để xông, bởi vì cửa sổ vàng là cung cấp ra cái tinh dầu để diệt virus, và chúng tôi hướng dẫn cái bài xông. Và cái công thức xông này là nghĩa là công thức xông độc quyền của Dr. Cương đấy, chứ không phải dân gian hay của ai đâu. Và ở bây giờ thì tôi cũng biết là có một số người là họ cũng lấy vi phạm cái bản quyền của chúng tôi để họ chia sẻ, họ nhằm bán các mục đích khác, thì cũng tốt thôi. Ở một trường hợp nào đấy thì họ cũng đang làm việc giúp cho các bạn tiếp cận được với những phương pháp không dùng kháng sinh. Nhưng mà như thế thì cảm ơn. Nhưng đôi khi thì họ giúp bạn tiếp cận bằng cách lấy tri thức của Dr. Cương, lấy tri thức của nguồn cửa sổ vàng, nhưng mà không trích dẫn. Nhưng mặt khác lại còn quay lại nói xấu cửa sổ vàng. Tại vì tự họ không gây dựng được uy tín cho cộng đồng, nên họ sẽ vào cái cộng đồng của cửa sổ vàng, nó rất là đông. Nó đông đến hàng mấy trăm ngàn cha mẹ rồi. Đấy, thế nên là họ sẽ nói xấu Dr. Cương. Sau đó thì họ sẽ lôi bạn sang lên, họ bán mấy cái thứ đó. Thì tôi quay trở lại là gì? Quay trở lại cái công thức mà các mẹ mới phát hiện ra rất là tự nhiên, đó là con nhà em cứ cho uống tảo với sông tinh dầu. Thì sông tinh dầu nó sẽ diệt virus. Thế nên nhưng mà những cái mẹ mà học cửa sổ vàng rồi ấy, mà cho con uống tảo mà nó khỏi virus, em cho lại cái PowerPoint đi. Thì hôm nay thấy có rõ căn cứ chưa? Hôm nay thì trên hình này tôi mới nói, trong khóa học thì tôi cũng không nói cái này. Thì cái nghiên cứu này là cái nghiên cứu từ cái trường đại học Harvard của Mỹ. Đấy. Rồi thì một cái trường đại học Toyama ở Nhật Bản thì họ nghiên cứu và họ thừa nhận là nó có khả năng diệt một số virus rất là hiệu quả. Đó. Thì theo cái viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Osaka của Nhật Bản thì người ta dùng cái Linagreen 21, tức là một cái chất, cái dịch chiết, tinh chiết từ cái tảo này. Đấy, thì 50ml trên ngày thì trong 2 tuần thì nó có khả năng diệt tan cái khối u bằng cái kháng thể tự nhiên. Đấy. Thì hiệu quả này còn tiếp tục được sau 12 đến 24 tuần sau nữa. Đấy. Thì các bạn thấy là nó tuyệt vời không ạ? Đấy, đấy cái tác dụng của nó nha. Nó không phải là thuốc. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta bị ung thư cũng do chúng ta ăn sai, đúng không? Thế thì chúng ta ăn những cái mà làm cho tốt cho tế bào ung thư thì nó cũng có những loại ăn để làm cho khắc tinh với tế bào ung thư. Thì tảo xoắn spirulina nó còn có tác dụng với xương, bệnh xương khớp nữa. Đấy, thế nên là rất nhiều mẹ cửa sổ vàng mua về là để biếu ông bà nội ngoại. Đấy. Thì các bạn thử nhìn xem là nó tốt cho các bệnh xương khớp, nó giúp cho khớp khỏe mạnh, nó làm tăng cái dịch nhờn ở bao hoạt dịch khớp. Vì cái khớp của chúng ta nó đâu này thì xung quanh nó phải có chất nhờn. Và xung quanh nó thì có cái bao hoạt dịch, cái bao hoạt dịch nó như là cái các te dầu á, để nó tưới dầu vào cái khớp cho nó trơn. Thế nên là có những người sau vận động là nó thoát vị bao hoạt dịch, nó lồi ra đấy, ở gối thế, nó đau ấy, là như thế, nghỉ nó lại chui vào. Thế nên là nó tác động vào cái bao hoạt dịch, và màng hoạt dịch, tăng hoạt dịch cho khớp. Nên là nó giúp cái viêm khớp giảm, và nó phòng, rồi nó chống cái mòn, sụn khớp. Thì nó tác dụng trên khớp tốt nữa, phải không? Nó nhiều tính năng lắm. Nó tác dụng cho cả đàn ông, đàn bà nữa. Hôm nay tôi chỉ lướt ra vài cái tính năng mà thế giới người ta thừa nhận. Và đặc biệt là cái tảo xoắn spirulina thì nó có rất là nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Đấy. Thì nó làm tăng cái hệ miễn dịch. Đấy. Mà chẳng hạn như là tại sao mà có những bạn mà không học cửa sổ vàng xong cứ nhắn tin cho chúng tôi hoặc gọi cho chăm sóc khách hàng thì nói thật là chúng tôi từ chối, không phải vì chúng tôi hẹp hòi ích kỷ hay là chỉ giữ nó để dành cho. Nên có những mẹ là các mẹ ấy nói bằng cái giọng nó lòng đau khổ tổn thương. À, tức là ý là như là không có trả tiền, không payment, không payment thì chúng tôi không tư vấn. Thực ra thì không phải là như vậy, mà nó cũng là như vậy. Bởi vì nếu mà không payment đồng nghĩa với không học thì không có đủ hệ quy chiếu. Thế nên bây giờ bạn nghĩ rằng chúng tôi tiếp thị để bán cho bạn một sản phẩm và bạn vặn vẹo, bạn cắt cớ. Người ta chỉ thích nghe cái gì nó tần sóng hợp cùng với tần hiểu biết thôi.
nó khác tần đi là người ta xù. Đó. Thế thì các mẹ cửa sổ vàng ấy, thì khoe con là gì, sông tinh dầu hai lần là khỏi đau mắt đỏ, sông tinh dầu hai một lần là mai khỏi luôn, đỡ nhiều, sông tinh dầu hai lần khỏi luôn. Thế nên bắt đầu một số mẹ cũng ui rồi hay thế mua ở đâu. Thế là mấy mẹ cửa sổ vàng mà để em nhắn cho đường link Shopee các mẹ giúp thôi mà, bạn tôi bán đấy chứ không phải các bạn ấy bán đâu, nhưng mà bạn cho đường link lên Shopee, lên Lazada, lên Tiki mà mua. Thế là mua về thì là bắt đầu về sông, xong bảo mình sông con mình lâu khỏi. Thì cái này nó là cả một bí mật, thì các bạn phải học cái khóa cửa sổ vàng cơ bản. Mà lát nữa mà tôi ngừng live stream thì các bạn bấm ở trên ấy, tất cả sẽ chia sẻ cái live stream này thì đều được tặng cái khóa học cơ bản. Trong khóa học cơ bản mà đấy là nó có cái chỉ số ADAPT liên quan đến chỉ số AQ, Adversity Quotient, tức là chỉ số miễn dịch của cơ thể, chỉ số đề kháng của cơ thể ấy. Tại sao con người kia bị cúm hắt xì cái mai khỏi, hay bị sốt đùng đùng ngay dậy chơi luôn, nhưng mà có người ốm phải đi viện là vì sức đề kháng yếu. Thì cái sức đề kháng đấy là chỉ số ADAPT, thì nó liên quan đến kháng thể của cơ thể, nó liên quan đến sức đề kháng của cơ thể. Mà bạn biết là tất cả các cái kháng thể của cơ thể thì nếu mà chỉ đạo nó do hệ thần kinh tự động là do tủy sống, thì tủy sống nó có cái cửa sổ 6 tháng đầu, thì các bố mẹ học cửa sổ vàng họ phát triển được cái chỉ số đấy cho con. Và các bố mẹ học cửa sổ vàng, như ngày xưa tôi học offline ấy, tôi dạy offline thì tôi dạy là những cái sản phẩm này tốt lắm, thế tôi để ở đây. Thì có một số bố mẹ đến thì cứ giơ này để chụp, giơ này để chụp. Thế nhưng mà không đem về nhà. Thế sau đó thì họ lại lên nhóm, họ kêu là con nhà em, họ lên trong nhóm cửa sổ vàng ấy. Con nhà em 18 tháng rồi mà có 9 cân thôi, có mẹ nào có kinh nghiệm gì giúp em với, rồi con nhà em hay ốm quá giúp em với. Đấy, thế nên là triết lý của Dr. Cương là hỏi không khỏi, hỏi thì không khỏi. Và người thành công là phải hành động. Thế thì cái hành động ấy, của những cái mẹ hành động đâu, đem ngay cái hộp này về nhà. Thì nếu mà một em bé nó ăn dặm được rồi đấy, mà nó ăn cái này thì mỗi tháng nó chỉ ăn hết tính tiền Việt độ khoảng 100.000 thôi. Mà nó ăn tháng trở ra là thấy nó cứ khỏe dần, nó không phải đi bác sĩ. Thì hôm nay tôi giải thích luôn là tại sao nó lại tăng sức đề kháng. Tại vì sức đề kháng tức là kháng thể là antibody. Antibody là kháng thể của cơ thể, thì tất cả các kháng thể của cơ thể đều có nguồn gốc sản xuất bằng acid amin thiết yếu, gọi là essential amino acid. Thì essential amino acid nó sẽ tổng hợp nên một là một trong những thành phần tổ nên kháng thể. Thế nên nếu như con bạn trong chế độ ăn, bạn ăn bất cứ cái gì đó vào, bạn ăn bất cứ cái gì đó vào trong mồm mình mà nó không có cái acid amin thiết yếu đấy thì là không có để làm kháng thể. Thế những em bé cửa sổ vàng mà bố mẹ chúng đặt cái này để cho nó ăn đấy, thì nó có cái chất này. Thế nên là nó chỉ xông tinh dầu hai lần nó khỏi. Thế bạn thấy ui dầu này là thần thánh, các bạn ấy gọi tinh dầu thần thánh. Thế là những người không học cửa sổ vàng mua về xông 3 lần chỉ thấy đỡ tí thôi, hoặc thấy là đỡ chậm, lại kêu lên, lại hỏi. Thì chúng tôi đều nói là hỏi thì không khỏi. Vì chúng tôi không, cái trợ lý của tôi thì làm sao mà họ là nhà chuyên môn để họ giải thích cho các bạn được là về kháng thể như tôi vừa nói. Đó. Thế nên là hay là vì chỉ số ADAPT mà có nói thì bạn cũng sẽ cố tình không hiểu thôi. Đấy, thế nên để các bạn thấy là chỉ cần một cái là điều tiết hệ miễn dịch để phòng chống bệnh tật thôi. Một cái chấm đỏ đầu tiên tôi nói thôi thì nó đã liên quan đến rất nhiều thứ rồi. Nhưng mà tại sao cái tàu này nó lại điều tiết miễn dịch? Thì chính là gì? Trong này nó chứa acid amin thiết yếu, gọi là essential amino acid. Thì cái essential amino acid nó sẽ là một trong những thành phần để tạo nên kháng thể. Đấy, hay là tạo nên nội tiết, chẳng hạn như là dậy thì sớm dậy thì muộn để điều chỉnh hay không là cũng do những cái acid amin thiết yếu này. Hoặc là mãn kinh mãn dục sớm, lãnh cảm sớm, tắt điện sớm vân vân thì cũng do thiếu những cái chất này. Đấy. Thế nên là nó chống mệt mỏi và nó phục hồi thể lực. Đó là lý do mà các em bé kể ở cửa sổ vàng nó thừa năng lượng, nó cứ nhảy nhoi suốt ngày thôi. Đấy. Và nó là dưỡng nhan làm đẹp. Nên thì nó chống lão hóa. Thế nên có một số mẹ cũng hiện ra lấy hai viên này, không cho giọt mật ong và cho tí nước nóng nghiền ra trộn lên đắp cái mặt nạ. Thế là nó rất là lành lặn, nó đẹp ngay sau 30 phút thôi. Đấy. Thế thì ở trong này nó có cái chữ là gì, nó điều chỉnh dạ dày. Đấy, nó làm sạch máu, thực ra là nó điều chỉnh và làm sạch cả đường ruột, cả đại tràng. Đấy, làm sạch máu ở thông gan mật. Tại sao? Bởi vì trong này nó có cái chất chlorophyll. Cái chlorophyll chính là làm cho cái tảo này có màu xanh đấy, mà người ta gọi nó là diệp lục. Đó, thì cũng có một số mẹ là xông vào các trang của tôi rồi nói xấu tôi rồi thì là để lôi về các bạn về để bán cái chai diệp lục. Đấy. Thì tôi bảo là
bán hàng thì cứ bán, đúng không? Cái người Việt Nam mình và các mẹ hay lắm. Các bạn học bao nhiêu mà các bạn cứ đi, đi chứng chọi với đá, các bạn cứ đi nói xấu một cái ông thầy như chúng tôi, đúng không? Đến các ông thầy như bọn tôi học lắm thế này mà vẫn xấu thì tôi xin lỗi các mẹ là loại vắt mũi không sạch, loại vô vẩn, phọt phẹt, ngớ ngẩn à. Đi nói xấu, đi nói xấu, đang dùng kiến thức của ông ấy. Có những mẹ nói xấu tôi nhưng mà trên các bài giảng ở trung tâm hội nghị quốc gia, tôi lên tôi nói một lúc, ông Sướng bảo chả biết ông này nói cái gì. Trong khi đó thì nó vừa chiếu con PowerPoint của tôi. Vì cái PowerPoint ấy là trợ lý của tôi, nó làm từ những năm 2005, 2006. Tôi bỏ lâu rồi tôi không sử dụng. Cũng không biết là nguồn nào ăn cắp trôi nổi đưa về cho mẹ. Mẹ dùng nhưng cũng không biết. Đấy, thế nên là gì, tôi nhắc lại. Cái cửa sổ vàng bây giờ là xung quanh nó có một đàn kền kền mỗi ngày vào, họ theo dõi, họ tương tác để họ lôi kéo, họ bán cho các thứ. Thế nên quay trở lại đây, bán cho nhau cái diệp lục ấy nhé, thì trong cái diệp lục ấy là có chất chlorophyll. Chlorophyll chính là một cái thành phần ở trong cái tảo xoắn Srina này, mà ở đây cái chấm đỏ nó ghi là điều chỉnh dạ dày, làm sạch máu, nó hỗ trợ điều trị cái bệnh thiếu máu, rồi một số bệnh đường ruột, dạ dày, tiểu đường. Nên những cái người tiểu đường á dùng rất là tốt. I don't know what happened. Thì những người bị xơ gan, những người bị bệnh gan do ngộ độc rượu nha. Rồi bị cao huyết áp, bị mỡ máu, bị các bệnh u biếu thì dùng cái sản phẩm này rất là tốt. Đặc biệt là những người táo bón nha, đấy là dùng cái sản phẩm này rất là tốt. Nó bổ não, làm tăng trí nhớ và nó làm cho dễ ngủ. Nên là nếu mà những em bé khó ngủ, những người khó ngủ thì buổi tối ấy, chúng ta có thể uống nó trước khi đi ngủ. Đấy. Thì nó có một cái hoạt chất, nó tác động đến hệ thần kinh, nó làm cho giấc ngủ đến dễ mà không phải là an thần. Đấy. Nó điều hòa các cái sóng điện não tốt. Nên những em bé khó ngủ là dùng cũng tốt. Nó bổ não và tăng trí nhớ. Và các bạn thấy là dùng từ bổ não thì nó đơn thuần quá mà nó chung chung. Thì thưa các bạn là chẳng hạn như là lý thuyết của sổ vàng thì các bạn biết là khi em bé sinh ra là bộ não của em bé có cấu trúc bằng 25% não người lớn. Trong một năm tăng thêm 25% nữa là bằng 50% não người lớn. Sau 1 tuổi, sang tuổi thứ 2, sau 2 năm tăng thêm 25% nữa là 75%. Trong 3 năm đầu kiến trúc xong 90% não thì nó cấu tạo bằng cái gì? Đấy, nó cấu tạo bằng vật chất tinh hoa, bằng axit amin thiết yếu đấy, protein đấy. Rồi thì bằng những cái lipid đặc biệt. Đấy, những cái chất đặc biệt là DHA rồi tất cả các thứ đấy, thì cái tảo này này nó đóng vai trò những cái tinh chất tinh hoa thiết yếu để tạo nên cái cấu trúc não. Thế nên là các em bé cửa sổ vàng nó không khỏe mà nó năng động, nó thừa năng lượng, nó nhảy suốt ngày và nó rất là thông minh. Đấy, trí nhớ của nó rất là tốt. Nên là bạn đấy, chẳng như bạn Bách nhà tôi đấy, bạn ấy sang đây, bạn ấy sáng ra thì đi chơi cái dã ngoại thôi, thế mà đến chiều về bạn ấy thuộc nguyên một bảng chữ cái tiếng Nga. Thì não nó cực kỳ thông minh. Bạn ấy sang đây hơn 2 tháng, tôi mới đến được tiếng Ba Lan là 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Nó hỏi bố đếm được nó bao nhiêu rồi, nên lại quên mất. Nó đếm xong 100 rồi. Mấy hôm nay đếm xong 100 rồi, nói bao nhiêu từ rồi. Đấy. Thế nên là hay là những người mà đàn ông ấy mà kém về sinh lực ấy. Đấy. Thì cái này nó cũng giúp cho cái quá trình sinh tinh và tạo nên nội tiết tố nam, nó cũng giúp cho cái quá trình mà tạo nên cái nội tiết tố nữ. Đấy, để cho chúng ta mặn mà hơn, đầm thắm hơn, có thích không? Đấy, em cho cái bao sau đấy. Thì thưa với các bạn là nó dinh dưỡng của nó rất là phong phú. Đấy. Nó là thực vật đơn bào, nhưng mà trong đó nó chứa protein, protein của nó chứa 60-70%, tức là protein của nó còn cao hơn thịt bò. Đấy, cái lượng đạm ở trong này này thì có nghĩa là gì, nó rất là lành, nó hợp với cái người mà ăn thịt bị gút ấy. Vì ăn thịt vào thì nó vỡ tế bào ra, nó mở vòng porphyrin ra, nó giải phóng ra axit uric. Thế thì cái này
chúng ta ăn nó thì không có cái giải phóng ra axit uric. Và cái này cực hợp với các nhà sư ăn chay hay những người ăn chay trường, tại vì lượng đạm của nó còn cao hơn đậu nành. Mà đậu nành là đậu phụ, mà tiếng Hán gọi tofu, cả thế giới vẫn gọi tofu là đậu phụ. Thế nên là nhiều khi chúng ta ăn nhiều quá hoặc chúng ta bị lợi dụng bởi quảng cáo đấy, là chúng ta cũng lãnh đủ bệnh dạ dày thì đủ các loại bệnh. Hoặc là bây giờ đậu đột biến gen đấy. Thế thì cái kho tàng protein, mà protein này nhưng lại toàn là axit amin thiết yếu thôi đấy, nó cao hơn thịt bò và nó chứa nhiều axit amin với những cái chủng loại đầy đủ với hàm lượng cao. Và đây là nó chứa những axit béo không no. Axit béo không no thì nó còn chúng ta ăn mỡ lợn ấy, đấy là axit béo no à, thì nó rất dễ tăng cholesterol, đúng không? Cái axit béo không no này thì nó tham gia nó làm một số cái kháng cái nội tiết tố như nội tiết tố sinh dục đấy, hay là nó tạo ra những cái vỏ bọc, cái vỏ bọc của các cái rễ neuron thần kinh ấy, đấy là các axit không no, thì nó lại tác động lên não là tốt mà, đúng không? Thế và nó chứa rất nhiều cái khoáng chất và các yếu tố vi lượng, nhưng mà đặc biệt là nó cân đối về tỷ lệ nên nó dễ hấp thu. Chẳng hạn là bạn thấy là con bạn có dấu hiệu quẩy xương, thì những người mẹ mà cho con bú ti xong đầu thấy mình bị chuột rút, tóc khô gãy rồi chuột rút, kiệt quệ đi, chân tay lạnh, đêm nằm mùa đông chân cứ lạnh mãi không ấm, thì đấy là mẹ đã bị thiếu canxi rồi. Thế thì thiếu canxi ở trong máu là sẽ bị co giật, tetani nó co giật, thế nên là nó sẽ phải hút trong răng ra, nên răng mình mới lủng liếng buốt răng, rồi hút lên cổ gáy, mỏi vai gáy, rồi hút xương ra. Đấy, thế nên là khi người mẹ đã bị tê chân tay, đã bị chuột rút là mẹ đã bị thiếu canxi, mà mẹ thiếu canxi thì không thể đủ canxi cho con được. Thế nên các bạn bắt đầu thấy con có dấu hiệu thiếu canxi thì các bạn mua cúm canxi, mua viên canxi cho bé ăn, nhưng mà bé vẫn cứ thiếu canxi. Thì vì thưa với các bạn là muốn hấp thu được canxi thì phải cân đối với tỷ lệ magie, cân đối với tỷ lệ vitamin D3, đấy, rồi phốt pho, tức là axit béo đấy không no này này. Thì cái, trong cái tảo này nó lại cấu trúc rất là cân đối như vậy. Đấy. Thế nên là đây là một cái thực phẩm nếu mà chúng ta cho con dùng dài dài ấy, thì không lo bị thiếu, tại vì nó là vừa là đồ ăn. Đấy. Châu Phi đây hay là các thủy thủ đoàn người ta còn mua để người ta ăn suốt mà. Ở châu Phi trong cái mùa không săn bắn người ta cũng ăn suốt mà. Và trước đây là các phi hành gia lên tàu vũ trụ thì trong thực phẩm của họ cũng chế từ những cái này. Hay ngày xưa cha tôi đi chiến trường thì nó có những cái lương khô màu xanh của cấp tá, cấp tướng trở lên ấy, mới được ăn. Vâng, cái màu xanh đấy chính là cái thành phần trong đấy có cái tảo này. Đấy, thì đó là lương khô đặc biệt. Lương khô đặc biệt của cấp tá, cấp tướng, màu xanh chính là nó từ tảo. Thế còn lương khô của binh lính, đấy, bộ đội ăn thì nó màu trắng trắng vàng vàng, vì trong đó chính là lạc rang, rồi đỗ tương rang, đỗ xanh rang, nghiền đường nó ngọt, thành cái bánh ăn khô, đúng không? Càng nhai nó càng ngậy đấy. Thì uống nước. Đấy. Thì nó cũng lại chứa cái một cái lượng polysaccharide lớn, thì nó là cái kho năng lượng để giúp cho cái cơ thể điều chỉnh và cân đối với các tế bào ung thư. Và đặc biệt là cái chlorophyll ấy. Đấy, chlorophyll chính là diệp lục, để làm sạch dạ dày, làm sạch máu, làm sạch gan, đúng không? Làm sạch mật. Đấy. Thì nó toàn diện, nó cân bằng và nó dễ hấp thu. Các bạn có thích chương trình này không? Chia sẻ cái livestream này nhé. Tôi mong các bạn chia sẻ. Tôi cảm ơn nếu các bạn chia sẻ cái livestream này. Hãy mở lòng ra chia sẻ để cho nhiều em bé được hưởng lợi, để biết đến chương trình này, cho họ biết cách nuôi con, họ biết cách là chúng ta đang ở thế kỷ 21 và chúng ta đã có những công nghệ người ta nuôi cấy, người ta trồng những cái sản phẩm này. Và cái công nghệ nuôi trồng nó lại hay là gì? Nó rất khó tính để nuôi. Thế nên là bạn đừng có nghĩ là nuôi trồng bằng hồ nhân tạo thì sẽ không bằng tự nhiên, tại vì chúng ta cứ quen ăn gà đi bộ, quen cái con này là săn được trong rừng để ăn, chúng ta thích cái gì từ tự nhiên. Nhưng mà thưa với các bạn là cái này nuôi trồng được thì nó lại hay là gì? Người ta cân bằng được độ pH nước, người ta điều chỉnh được nhiệt độ nước, độ mặn của nước, và đặc biệt là người ta bổ sung được các vi chất, các khoáng chất, các vitamin cần thiết cho cái tảo này nó ăn, để nó lớn lên rất là nhanh và nó đủ chất. Tức là nuôi nó lại đủ chất hơn là vớt từ cái hồ tự nhiên còi cọc. Đấy. Thì các bạn cứ yên tâm nha. Thì chia sẻ ra để cho nhiều người người ta biết đến cái chương trình này, để người ta nuôi con trai họ tốt thì nay mai đấy là nuôi thành chồng của con gái bạn ấy, thành rể nhà bạn ấy, hiểu không? Đấy, người ta nuôi con gái họ tốt thì nay mai nó thành dâu nhà bạn ấy. Đấy, nó dậy thì tốt, eo ót nó đẹp, đúng không? Đấy, thế nên là rồi thì là nó sinh con thế hệ sau cho mình tốt, nên chúng ta phải chia sẻ nhá, để làm phúc ra chứ lại nhá. Chia sẻ chưa? Nói cho tôi biết là chia sẻ chưa?
Và các bạn xem này, ở đây là người ta gọi là 10 cái vòng nguyệt quế. 10 cái danh hiệu để mà dành tặng cho cái tảo xoắn spirulina này. Spirulina này nó, cái tổ chức nông lương thế giới viết ra là FAO đấy. FAO là gì? Food. FAO chữ A là Agri Organizations, là tổ chức nông lương quốc tế. Đấy thì đấy, viết chữ FAO ấy, Food Agri Organizations. Thì nó nói đây là thực phẩm lý tưởng của thế kỷ 21 đấy. Hay là cái tổ chức UNESCO thì nó tôn vinh là thực phẩm lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất cho ngày mai. Đấy. Thế tổ chức y tế thế giới, World Health Organization đấy, thì họ nhận định là sản phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho loài người trong thế kỷ 21. Đấy. Thế rồi thì ở hội nghị lương thực Liên Hiệp Quốc thì họ nói đây là thực phẩm siêu dinh dưỡng. Đấy. Và ở cái hiệp hội Liên Hiệp Quốc về thì họ lại ca ngợi là gì? Nguồn dinh dưỡng lý tưởng nhất của thế kỷ 21. Đấy. Nguồn dinh dưỡng lý tưởng nhất của thế kỷ 21, xong 5 vòng nguyệt quế nhá. Thế và chúng ta được xem là còn 5 cái vòng nguyệt quế tiếp. Thì một số cái bộ giáo dục của một số quốc gia họ khuyến cáo để đưa vào cái thức ăn trưa trong trường mầm non cho con trẻ. Đấy. Thì là có một số cái quốc gia là họ đưa vào, họ khuyến cáo để họ đưa vào trong cái trường mầm non cho con nít. Và cái thứ bảy đó là ở hội nghị về chất đạm và vi sinh quốc tế thì họ đánh giá là đây là cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng cao. Và ở hiệp hội thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nhật thì họ nhận định là thực phẩm siêu dinh dưỡng cho tương lai. Đấy. Và FDA của Hoa Kỳ đúng không? Thì họ xác nhận là một trong những nguồn đạm tốt nhất. Đấy. Thì Bộ Y tế của một số quốc gia ấy, thì cũng đã xác nhận đây là nguồn thực phẩm dinh dưỡng cao. Thế thì có rất nhiều cái lời mà thừa nhận từ các cái tổ chức tầm cỡ quốc gia và thế giới, họ thừa nhận cho cái tảo xoắn spirulina này. Thì các bạn thấy là nó tuyệt vời như thế nào? Bạn thấy nó có thích không? Và quay trở lại chương trình nhé. Thì đó. Thế nên là bây giờ thế này nhé. Tôi chưa trả lời câu hỏi. Thì cái này khi mà em bé ăn dặm thì các bạn bắt đầu có thể cho bé ăn được. Thế mà khi mà cái viên này thì nó, vì nó là ở cái hồ mặn hơn biển nên nó có mùi tanh của đồ biển, nó mùi tanh của biển, làm cho bạn không muốn ăn. Nhưng mà con nít, nếu mà bạn cứ đưa mà em bé nó ăn, mồm nó xanh lè ra, nó nhai nó ăn, thì có nghĩa là nó rất thiếu. Tại vì trẻ con nó tự thông minh dinh dưỡng, chúng ta ép nó ăn nó bị mất cái thông minh dinh dưỡng. Thế còn không ép nó mà mình đưa cho nó thấy nó cứ nhặt nó ăn rồi nó xin suốt ngày là nó bị thiếu cái chất này, nó thiếu lắm rồi. Còn mình ăn mình thấy nó tanh, mùi gần như là mùi cá, mùi biển, như mình ghê. Nhưng em bé nó cứ nhai mồm xanh lè đấy, thì là nó đang rất thiếu. Đó. Thế thì còn nếu như mà bạn cho bé bú ti mẹ thì người mẹ sẽ ăn và nó sẽ sang sữa cho con. Đấy. Hôm rồi tôi cũng thấy một số mẹ comment lại ném đá tôi. Đấy, nói là có một số mẹ bán xong họ hướng dẫn các mẹ là uống liều bao nhiêu. Thế xong rồi nó bảo là thế mà có người, nó nói xấu tôi, có người bảo là một viên cho 1kg cân nặng. Thì thưa với các bạn là các bác sĩ ở trên toàn cầu này thì họ có nhiều công thức để đưa cái liều thuốc cho bệnh nhân dùng. Nhưng đây là thực phẩm, không phải là thuốc. Ở Hồ Trang Châu Phi người ta ăn nó suốt ngày này qua ngày khác được mà. Người ta ăn nó mà. Đấy. Thế thì những cái sản phẩm này là ví dụ như quy ước quốc tế thì họ sẽ ghi là từ 2 tuổi trở lên là uống được. Trẻ con thì uống nửa liều người lớn. Đấy. Người lớn có thể uống 30 viên, thậm chí 60 viên một ngày. Đấy. Trẻ con uống nửa liều người lớn. Thế tại sao cứ từ 2 tuổi trở lên? Thì vì đây là quy ước quốc tế họ quy định là từ 2 tuổi trở lên. Thế thì từ 2 tuổi trở xuống thì làm sao? Thì phải do các bác sĩ này mà họ tham vấn cho. Đấy. Thế bác sĩ Cương mới tham vấn cho là gì? Thì tôi sẽ dùng cái công thức dễ hiểu nhất để cho nó không phải tính theo miligam, thì microgram trên kilogram thể trọng hay là kilogram body. Thì tôi mới nói là các em bé thì có thể tính là một viên này cho 1kg cân nặng. Nếu em bé nặng 10 cân thì em bé uống được đến 10 viên một ngày. Đấy. Thế thì bây giờ người lớn 60 cân thì sao? Người lớn 60 cân cũng có thể ăn được đến 60 viên. Đấy là điều người ta cũng hướng dẫn. Đấy. Thì chúng ta có thể ăn đến 30 viên. Thế thì bắt đầu nó lại đọc một cái điều hướng dẫn ở đấy, xong nó lại nói xấu tôi. Thì tôi không thể hiểu nổi. Học hành không đến nơi đến chốn mà cứ quay ra để nói xấu các ông thầy. Không đủ bằng chứng mà không đủ lý luận đâu. Thì các em khôn ngoan thì các em cứ lọ mọ mà làm đi. Đã chạy theo rồi
Thì bạn hình dung là ở bờ biển Đà Nẵng đấy, ở bờ hàng nhà hàng miền Nam đấy, vào trong cái restaurant ăn ấy, thì sẽ có rất nhiều các cái bà là đi ôm cắp vào đây bán trứng cút này, rồi thì bán bánh đa, rồi bán xoài xoài lắc ướp dầm muối ấy, để cho người ta trong lúc ngồi chờ đấy, hoặc là những cô gái không nhậu ấy, thì bắt đầu mua thêm, hay là thiếu mồi thì mua thêm đĩa trứng cút, tức là bán ké vào đấy, đi vào cái nhà hàng để bán ké. Ngoài Bắc là đuổi, nhưng người miền Nam thì người ta không đuổi, người ta vẫn cho vào bán ké. Thì các bạn ấy cũng cứ đi vào bán ké trong chương trình của tôi thì cứ ké, tôi cũng không dám giới thiệu, tại vì tôi không biết là cái sản phẩm của bạn nó tốt đến đâu mà tôi giới thiệu, tôi dại à? Rất nhiều hãng lớn muốn tôi giới thiệu tôi còn chưa giới thiệu, chứ không chỉ mấy cái mẹ đi bán buôn thúng bán mẹt vào trang của tôi để bán ké. Thế bạn vào trang của tôi bán ké thì mà bạn lại phá tôi thì không khác gì là bạn đem trứng cút, đem xoài lắc đúng không, đem đậu phộng, đem lạc luộc đến bán ở trong cái quán ngoài bờ biển ấy, xong lại chửi cái thằng bán quán này là nó cho thức ăn thối đấy, nó cho formaldehyde đấy, rồi nó cho nó nhập từ phao số 0 đấy, mực này thối gần, nó cho thuốc tẩy đấy, mua cái này của tôi mà ăn cho tươi, các bạn bị dở. Thế nên là gì, nó không sao đâu, những người mà nghe họ thì là cuộc đồng đẳng với họ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi chỉ muốn cố giúp những người tốt, thế ai tốt thì đi với tôi, muốn tốt thì nghe tôi, muốn tốt thì nghe tôi đem sản phẩm tốt về cho mà ăn đấy, còn không muốn tốt thì nghe mấy cái con mẹ kiền kền đấy, xấu xa, đúng không? Nuôi con bằng các hình thức xấu xa ấy, là dở lắm đấy nhá. Thế nên là để các bạn hiểu là khi nào thắc mắc thì cứ hỏi, tôi sẽ phân tích cho. Thế hôm nay phân tích chưa? Không có nói xấu nó vào đấy, chẳng như ai bảo là uống một ký sao lại cười thầy, bà vớ vẩn, có nhiều cái công thức để tính nhá. Thì quay trở lại đây, nó là thực phẩm chức năng thì nó sẽ không có cái người ta không thiên về cái gọi là dose tức là liều, mà nó sẽ có cái khoảng như vậy. Thế ở đây này, ghi chú các bạn có thể là gì, comment vào đây, các bạn có thể comment ở đây để cho mà nhớ này. Người mập cũng dùng được nhá, người mập thì uống trước bữa ăn, người mập thì uống trước bữa ăn đấy, chứ không phải mập thì uống ít đâu, mập uống nhiều cũng được, mập uống đến 60 viên được, uống trước bữa ăn xong bắt đầu uống nước vào, uống nhiều nước vào. Và nếu mà vì cái này nó hàn, nó lạnh, nên là chúng ta uống trước bữa ăn thì chúng ta có thể uống với chút nước ấm, đập lát gừng vào đây thì nó sẽ kiềm lại cái lạnh của tảo, nó hàn mà nó lạnh, nó sống trong môi trường kiềm nên nó rất là kiềm, vì nó kiềm nó mới làm cân bằng axit dạ dày, nên mới khỏi đau dạ dày, nó mới khỏi táo bón. Thế nhưng mà nếu uống nhiều quá nó đi ngoài xẹt xẹt đấy. Thế nên là chúng ta có thể uống bằng nước ấm thì nó sẽ không có mùi tanh. Cái tảo này á, mà mình cho vào mồm tanh, nhưng mình uống nước ấm đã hết mùi tanh. Thế nên đập lát gừng thì nó vừa kỵ mùi tanh, vừa là để cho nó cân đối với cái hàn của tảo. Nên là bạn comment đi, mập thì uống trước bữa ăn, thế nó cân bằng về dinh dưỡng rồi, uống nước vào nó đủ dinh dưỡng rồi thì nó không kích thích thèm ăn nhiều nữa. Đấy, giữ được cái mồm, hiểu rồi chứ, tại vì dinh dưỡng nó đủ thì nó không phải đưa thêm ăn nhiều bột, ăn nhiều bánh mì, ăn nhiều bánh pizza nữa thì nó béo. Thế còn những thứ mà phật phờ, gió bay đấy, dáng cây đào thế khẳng kha khẳng khiu đấy, lảnh khảnh ấy, thì bây giờ ăn cơm xong rồi, người đã khảnh ăn thì không thể nào ăn thêm một bát cơm nữa, cũng không thể nào gàm thêm một quả táo nữa, cũng không thể nào uống một cốc sữa nữa. Thế thì mình ăn cơm rồi, đến lúc trưa mình nghỉ trưa dậy, đầu giờ chiều mình bắt đầu đi làm ở công sở đấy, thì mình đem ra mình uống thêm 10 viên, 15 viên, ngày uống 2-3 lần. Thế là bây giờ comment đi, mập thì uống trước bữa ăn, còn còm thì uống sau ăn. Đấy, còm thì uống sau ăn để bổ sung thêm. Đấy, được không ạ? Thế cái này nó lại hay là gì? Huyết áp cao thì nó điều chỉnh xuống thấp, mà huyết áp thấp thì nó lại nâng lên. Đấy, thế đâm ra là cái này nó lại kiểu gì mà gầy cũng uống được, béo cũng uống được, lười ăn cũng uống được, mà hám ăn quá cũng uống được. Đấy, thế thì nếu mà không biết thì sẽ hỏi chúng tôi đấy, hoặc là đội ngũ chăm sóc của chúng tôi đấy. Chứ còn đi kiểu như đi vào bán đậu phộng, bán lạc rang, bán xoài gọt sẵn ở trong các nhà hàng ăn, lại cứ nói xấu cái ông chủ hàng đấy thì nó rất vớ vẩn nhá, không đủ trình đâu. Làm ăn lọ mọ thì cứ lọ mọ kia đi, nhưng mà nhớ là hình cách của đời mình ấy, nó sẽ truyền sang tận đời cháu chắt đấy nhá. Chẳng hạn là con mèo ấy, nó biết cặp con khi đi có người lạ ngó ấy, thế xong đẻ ra con mèo con mà suốt con mèo con không bị cặp lần nào,
Nhưng mà đến lúc con mèo con đẻ ra con mèo cháu vẫn biết cặp con khi có người lạ. Thế là cái hình cách, cách thức cũng là kiếm ăn, cách thức ra sống, nó di truyền vào xuống tận gen, xuống đời cháu chắt, mà gọi là nghiệp quả, cái nghiệp. Thì bây giờ trong các mật mã gen chúng tôi giải thích được cái nghiệp này rồi, và tôi đã nói một chương trình trong cái nghiệp rồi. Thế nên là những người làm ăn lọ mọ thì cứ lọ mọ đi, không ảnh hưởng đến bọn tôi đâu. Thế nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến đời cháu chắt, con cái nhờ các bạn. Vì cũng cảm ơn các bạn làm ăn lọ mọ thì nó cũng giúp cho tôi loại bớt những cái mẹ lọ mọ. Thế tôi là người nghiêm túc, và bạn biết được không nghiêm túc mà mỗi một ngày ấy là gì? Chúng tôi chi phí đến thời điểm này là không dưới 50 triệu cho một ngày. Tại vì chúng tôi phải vận hành một cái ekip rất là cồng kềnh, người Úc, người Tây, người Mỹ, rồi những cái giáo sư tiến sĩ y khoa, giáo sư tiến sĩ giáo dục. Đợt tới nó sẽ cho ra những chương trình mà nó sẽ kinh khủng khiếp luôn. Đấy, thế nên là chúng tôi là người nghiêm túc để chúng tôi làm việc để giúp bạn. Chúng tôi là người nghiêm túc đầu tư danh tiếng, tên tuổi của mình, uy tín của mình, tiền bạc của mình, thời gian của mình nữa. Đấy. Và bạn nhìn thấy không? Tôi show lên hình là chúng tôi nói về chúng tôi đấy, thì bạn thấy là chúng tôi là một cái ekip rất là nghiêm túc. Nên hãy nhớ là chúng tôi là người nghiêm túc, làm ăn mẫu mực và theo các cái chuẩn mực. Chúng tôi thích tư duy chuẩn mực, và càng ngày chúng tôi sẽ càng đưa ra các chuẩn mực, vì con người phải được giáo dục bởi chuẩn mực của loài người văn minh. Thế và cuộc sống thì chúng ta cần cách thức của người giàu người nghèo nó khác nhau nhá. Thế nên là tôi muốn là các bạn sẽ chia sẻ cái live stream ngày hôm nay, thì các bạn có thích cái sản phẩm này không nhá. Các bạn có thể đặt ở trên Shopee hoặc trên là Lazada hoặc trên các cái trang thương mại điện tử nhá. Đấy, còn nếu không thì những cái mẹ nào biết thì có thể gửi những cái đường link Shopee cho các mẹ khác đặt. Thì bạn tùy bạn thôi, con bạn mà cứ ốm ngoặt ngoẹo. Thế mà bạn dùng cái này, một đứa trẻ 4 viên này thôi, 4 đến 5 viên tảo này là lượng dinh dưỡng của nó thay thế cho được 1 kg rau củ quả. Và những cái chất của nó làm tăng sức đề kháng, nên là các em bé ăn chỉ hơn tháng thôi, mà một bé tí đấy nó ăn tháng hết 100.000. Thì nó không phải đi bác sĩ nữa đâu. Nó khỏi ốm rất là nhanh. Tôi nhắc lại là sản phẩm chúng tôi nhập từ Nhật, và sản phẩm xịn, sản phẩm chuẩn. Tại vì cái tảo gần bờ và tảo xa bờ chất lượng khác nhau. Và bạn yên tâm là gì? Tôi cũng không hiểu nổi. Những người nào có người nhà ở Nhật ấy thì hỏi cái giá ở Nhật ấy. Cái giá bán ở siêu thị Nhật nó là bao nhiêu? Thế còn chúng tôi không thể nào làm rẻ hơn được nữa. Đấy, thì còn các bạn hám rẻ quá thì tôi cũng không dám chắc, vì tôi chỉ biết là sản phẩm của tôi nhập từ Nhật để phục vụ cho cộng đồng của tôi, chứ không phải là để chúng tôi business. Chúng tôi gần như non benefit trong cái việc này. Đấy, chứ không có nhiều lợi nhuận trong việc buôn bán cái lọ này từ bên Nhật về đâu. Tại vì bạn search giá ở bên Nhật thì bạn biết, hỏi người nhà bên Nhật thì bạn biết. Đấy, nên là nếu mà buôn về Việt Nam nó phải lãi ít nhất từ gấp 3 lên thì mới gọi là buôn. Còn thuế nhập khẩu, tại vì chúng tôi nhập khẩu chính thống, chứ không phải là hàng nhập tiểu ngạch, chui luồn vào các công tơ, cũng không phải hàng đá đồ ăn cắp từ bên Nhật. Đấy, càng không phải là hàng giả mà hàng rất là chuẩn. Đấy. Thì tùy các bạn thôi, tôi chỉ biết là dừng lại ở cái việc cung cấp cho các em những cái tri thức về tảo xoắn spirulina. Yeah. Thế nên và đây cũng là cái cứu cánh cho bố mẹ, ông bà chúng ta bị tiểu đường. Hoặc là những người dại dột rồi nghiện hút rồi sơ gan rồi sắp chết rồi bị bệnh AIDS rồi, bạn cứ cho dùng rồi thì bạn biết. Đó nhé, thì các bạn thử xem là nó tuyệt vời như thế nào, được không? Các bạn ở vitamin trong này cũng rất là nhiều, nó thay thế được. Yeah. Chúc một đêm bình yên. Bye bye. Good night.